Vâng, xin chào tất cả các bác tài đã quay trở lại với kênh của em Thành Chino Chắc. Hôm nay em Thành đang quay cho các bác xem là chiếc xe tải mẫu rất là mới, vừa ra mắt đầu năm 2024 của nhà máy TMT. Đây là mẫu xe tải với tải trọng là 2 tấn 28 các bác nhé. Đấy, rất là mới. Mẫu xe tên Captur E250 vừa ra mắt đầu năm 2024 các bác ạ. Dòng này sẽ là cạnh tranh với những chiếc xe của Hino, Isuzu tầm tải 2 tấn 4, 2 tấn rưỡi. Đấy, con này thùng rất là đẹp các bác nhá. Đấy, dòng này có cái thùng đóng rất là chắc chắn. Đấy, form thùng các bác có thể đánh giá. Đấy, thùng vỏ inox này, lớp trong lớp tôn hai lớp. Về kích thước thùng xe, chúng ta sẽ có cái chiều dài lọt lòng là 3m7 các bác nhá, chiều dài 3m7, chiều rộng là 1m85, chính xác là 1m855 các bác nhá. Còn chiều cao của nó lên tới 1m9. Đấy, khoang hàng rất là rộng rãi, thoải mái để các bác tải chở hàng hóa, yên tâm cái không gian bên trong. Thùng ở ngoài inox này được ép và bắt rất là khít kín luôn. Đây, chúng ta có thể xem này, về hai đường bên chúng ta sẽ mở được, các bác tài mở thoải mái nhá. Đấy, có rè chắn rất là hay, thiết kế thùng ok. Về kích thước tổng thể của chiếc xe, có chiều dài kích thước bao các bác nhá, chiều dài có thể là các bác lắng nghe giúp em, chiều dài là 5m550. Đấy, chiều rộng là 1m990 và chiều cao của chiếc xe tổng thể lên tới 2m980. Rất là nhỏ gọn, rất là thon, khuôn xe rất là đẹp nhá các bác nhá. Về cụm đèn, đèn xe, form cabin xe rất là hiện đại, rất là mới. Để mà so sánh với dòng Hino hoặc là Isuzu, dòng Hino 300 hoặc là dòng QKR 270, thì em đánh giá cái cabin của con Captur E này nó sẽ là xứng đáng là đẹp nhất đấy. Đẹp nhất ở giữa ba dòng tải 2 tấn 4 đấy. Đây, cụm đèn định vị ban ngày này. Đấy, cụm đèn định vị ban ngày. Dưới có đèn pha, đèn cốt. Và cái cụm đèn này thiết kế rất là đẹp, và cái tổng thể của cái cabin con này rất là hot các bác nhá. Rất là bóng bẩy, rất là dễ nhìn. Về dòng Captur này thì các bác chưa biết thì đây là cái mẫu được nhập khẩu linh kiện đồng bộ từ nhà máy DFAC. Đấy, các bác nhá, nhập khẩu đồng bộ linh kiện từ nhà máy DFAC và lắp ráp tại Việt Nam tại nhà máy ô tô Cửu Long. Còn riêng về phần động cơ thì được sử dụng khối động cơ của Isuzu. Động cơ công suất máy rất là khỏe, 85 kW. Hệ thống gương 2 tầng này, tầm quan sát thoải mái luôn. Đấy, gương gắn cửa rất là chắc chắn, đi nó không bị rung, rất là yên tâm. Về kích cơ lốp trang bị trên chiếc xe này, đang trang bị cái kích cơ lốp rất là vừa, 650R16LT các bác nhá. Đấy, sử dụng cái lốp nguyên bản DRC, lốp made in Việt Nam. Đói. Và phần lốp trước là lốp đơn, lốp sau là lốp đôi các bác nhá, lốp sau lốp đôi. Về phần bình dầu, đây là một cái nguyên vật liệu chế tạo cái bình dầu rất là hay các bác nhá. Đây là bình dầu phi kim với cái dung tích chứa lên tới 80 lít. Đấy, các bác có thể nhìn thấy ở đây. Đấy, rất là đảm bảo độ cứng chắc, độ bền cũng như là cái khả năng chứa nhiên liệu rất là tốt, không bị han rỉ như các dòng bình dầu cũ. Đây, đây là bên trong cái khối động cơ của chiếc xe này các bác nhé, động cơ Isuzu. Và cái dòng động cơ này sẽ có cái công suất máy rất là khỏe, đặc biệt dòng Isuzu, máy Isuzu thì không thể nào mà các bác chê được ở đâu được.
máy đã được kiểm chứng tại thị trường, chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu. Với mẫu Captain E 250 này thì nhà máy đang có giá bán rất là tốt các bạn nhé, giá bán cực kỳ cạnh tranh luôn, chỉ hơn 400 thôi. Đấy, cụ thể bao nhiêu thì bác cứ inbox trực tiếp hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ở trên màn hình, hoặc là để lại comment ở phía dưới. Và bên trong nội thất của chiếc xe sẽ có những cái trang bị tính năng gì hiện đại không thì em sẽ quay qua cho các bác xem nhé, từ phía bên ngoài nhìn vào. Đấy, nội thất con này rất là đơn giản thôi nhưng mà cũng cực kỳ sang trọng các bác nhé, rất là sang trọng. Ở vô lăng sẽ là vô lăng 4 chấu, ở phía góc bên tay phải sẽ có thiết bị đàm thoại rảnh tay, một cái trang bị rất là hay trên mẫu xe tải. Đấy, ở bàn táp lô hoặc là ở các khung viền, cửa gió, cửa quạt điều hòa sẽ có các vân mạ chrome làm bóng và rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là một cái cần số trang bị 5 số tiến và 1 số lùi các bác nhé, 5 số tiến 1 số lùi. Kính chỉnh điện và khóa cửa trung tâm. Và còn có chìa khóa điện các bác nhé, khóa điều khiển từ xa luôn, rất là hay. Ghế gồm 3 chỗ ngồi. Ghế này là ghế nỉ các bác nhé, vẫn là ghế nỉ, đang trang bị ghế nỉ. Cabin con này rộng rãi thoải mái. Đặc biệt là về cái cabin này em đánh giá rất là cao về chất lượng và độ hoàn thiện, rất là chắc chắn và đầm. Khi mà mở cửa hoặc là đóng cửa, cabin rất là chắc xe. Và dòng E250 này, Captain E250 này đang đạt tiêu chuẩn khí thải lên tới Euro 5, nên chúng ta sẽ có thêm bình dung dịch ure các bác nhé, bình dung dịch ure. Ắc quy sử dụng là ắc quy 12V, điện 100Ah, dòng điện 12V, gồm một bình thôi. Về phần cầu sau của chiếc xe, cầu số chiếc xe này, các bác có thể nhìn thấy bộ cầu chiếc xe rất là to và chắc chắn. Cầu DFAC vẫn còn nguyên zin ở trên này, với tỷ số truyền 4.88, chạy đường trường chạy rất là khỏe và lướt các bác nhé. Thùng nhíp cũng là rất là dày dặn và chắc chắn, tải hàng lên chúng ta đi rất là đầm xe. Cụm đèn sau thì được bảo vệ bởi một cái khung sắt như này. Đấy. Còn về phần cản sau này, các bác có thể nhìn thấy các mắt cảm biến. Đấy. Trên thanh sau này sẽ có 3 mắt cảm biến va chạm các bác nhé. Tổng thể xe rất là gọn gàng và hiện đại, rất là đẹp mắt. Và một điểm rất là hay ở trên chiếc xe này, đấy là xe đã được trang bị cái hệ thống phanh ABS, hệ thống chống bó cứng phanh, nên khi chúng ta đi xử lý, không may chạy đường trơn trượt hoặc là gặp sự cố cần xử lý bất ngờ thì chúng ta sẽ rất là an toàn, yên tâm khi sử dụng con xe E250 này. Và xe đang được trưng bày tại bãi của T1T Phú Nghĩa, đặt tại khu công nghiệp Phú Nghĩa, Trường Mỹ, Hà Nội. Bác tài nào đang tham khảo các dòng xe tải tầm 2 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi có thể tham khảo cái mẫu xe rất là mới của nhà máy T1T này. Đây, form xe rất là đẹp. Xin cảm ơn tất cả các bác tài đang xem video và hẹn các bác tài ở các video sau. Về giá bán hoặc là các bác quan tâm có thể liên hệ cho em Thành nhé. Xin cảm ơn các bác.